À, ngay bây giờ, xin mời quý vị chúng ta cùng chào đón một chàng trai vô cùng đẹp trai. Và anh luôn là những người năng nổ nhiệt tình nhất câu lạc bộ. Dù nắng, dù mưa, dù trưa hay tối, alo phát là anh đến câu lạc bộ ngay. Vâng thưa quý vị, và đặc biệt người ta nói là đẹp trai bao nhiêu, nhưng mà trong chuyện tình cảm càng bất lực bấy nhiêu. Bởi vì anh yêu rất nhiều người rồi, và yêu yêu hỏi tại sao rằng là không có tình yêu nào thành công. Anh nói rằng là vì em nghèo quá, không ai theo em cả. Và ngay bây giờ chúng ta cùng đến với tâm sự của với anh, ca khúc đó mang tên Vì Trong Nghịch Cảnh. Quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chào đón nam ca sĩ Quốc Đạt. Xin mời ca sĩ Quốc Đạt. Và em gửi tới cả nhà ca khúc Vì Trong Nghịch Cảnh. Không duyên lỡ đường chờ em ơi, không phải tại ta chẳng tránh ở trời. Đời mình sinh trong ngã dao, tại vì ta không lối nào nên mình đành phải xa. Gần nhau duyên mới nhạt nhòa, tình ta không chung lối, đừng buồn xa nhau quá vội, chỉ vì nghịch cảnh. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nghịch cảnh.